You know, like, anh cứ tưởng tượng cái năm 90 mà em về á. I was already up there. I was already going national level to give speeches, right? And I advocate for the Homecoming Act at the time. Cái em đi về, it's powerful. Tụi chính quyền nó phải lúc nào nó cũng đưa đón mình đàng hoàng ha. Cái xong cái em muốn vô lại cái chợ. So I went into cái chợ. Anh biết không, vừa vô cái tụi nó chửi mình á, nó chửi em á. I was going with the whole group that's Vietnamese. Mà em chỉ cùng mình em là con lai thôi. Cái lúc vô nó chửi em, trời ơi, cái lúc đó. I don't care how strong you were, the moment they say those things to you, yeah. You broken immediately. Em cảm thấy như là mình là người, you know, people có thể chà đạp lên đó. You know, and I just say you never heal from that. I realized that là mình không có heal được. Nó vẫn là một cái dark chapter. Nhưng mà em choose to block it out, you know. Chứ nếu mà mình nghĩ lại á, people were cruel. They were cruel to us. As cruel as a child. Anh biết những cái câu họ nói nặng lắm. Như là mỗi lần á, họ, you know, em thấy người ta chà đạp em của em ha. Họ insult us, right? Yeah. So I answer back. Anh cần nhiều không anh? Không. They answer back and em mới nói rằng là cái đó là oan cho em của tôi, you know. Em nói là cái đó là oan cho em của cháu thì cái nọ, you know, không phải như vậy. Then, you know, they talk among themselves, they said, cái dòng con lai như vậy. Cái dòng con lai là nó lúc nào nó cũng trả lời lại, you know. Everything you do, and mỗi lần mà mất cái gì, không cần biết, anh phải đọc những cái chương của em. Yeah. Anh phải đọc những cái chương thê thảm, nó có những một cái chương của em hả? Nó đi, nó còn nít á, nó chơi đánh cái tiền cắt đó em. You know, like how nó chơi vậy đó. Yeah. Thì that day I was sick because em bị passed out vì malnutrition. Đem về nhà thương, đem về thì nhà bắt em ở lại không có đi học nữa. Tức là trong mấy ngày để mà em bình tĩnh lại, tại vì I passed out. Em đi vô là nó bảo là em malnutrition. Thế đến lúc em về em ngồi đó. Tụi nhỏ nó mẹ nó về hỏi chứ mày ăn sáng chưa, nó bảo chứ ô không ăn được. Hỏi tại sao vậy, mất tiền rồi. Hỏi tại sao mất, nó ngồi ra ngoài đó chơi mất rồi. Nói ai ngoài đó, nói ồ có chị Thanh ngồi đó. Thì em chỉ có ngồi vậy, em đứng em trước cửa nhà em mà. Thì em ngồi trước cửa nhà em watch them play, that's it. Thì nó chị bảo rằng là mất rồi, mà hỏi ai ở đó, có chị Thanh ở đó. Thế là tiếng ra tiếng vào là ồ em lấy tiền của tụi nhỏ để cho tụi nó bị đói. Cái mẹ em nghe được thì thay vì về hỏi con ơi con có làm vậy không, đem em ra đánh thê thảm luôn. Oh. And then xong cái mà bảo rằng là tại sao lại làm như vậy, cái em nói con không có làm. Mà cả the whole time I kept saying I didn't do it mom, I didn't do it. And then she banged her head against the wall to kill herself. She said cái này nhục quá không chịu được, nhục quá không chịu được. So she banged her head against the wall. Thì cái trên tường á thì em hồi nhỏ đó em hay vẽ. It's my drawing, right? She banged her against the wall, her blood went into my sketch. And I was so afraid for her, so I said, "Yes, mom, I did it. I did it. Don't kill yourself. I did it. I'm so sorry. I did it." Thì mẹ không có tự tử nữa. So I have to accept I did something but I didn't do. And for me, it's just like những cái oan nó kinh khủng lắm. Mấy ông thành ra bởi vậy cho nên á, khi mà em ra Huế mà nếu mấy đứa nhỏ mà nghe nói bố mẹ nó đánh đập nó, em chịu không nổi. That's why I have to get them. Yeah. You know, that's why I have to save them. Anh biết một thằng nhỏ của em hả, bố mẹ nó bỏ rat into his mouth, chói nó lại, vứt nó xuống mương mà nó không chết. Em hả, 3 năm trời em nuôi nó để nó nói chuyện lại được, you know. Thành ra là người vậy á, em nghĩ là em là trong những người may mắn để mà. Nhưng mà mẹ em á, là problem á là tại vì bà quá sướng trước đó. Anh hiểu không? Bà quá sướng cho nên bà không có hiểu được là cái này nó tàn nhẫn quá, bà chịu không được. Mà không có ai để mà có thể nói được, anh hiểu không? Thành ra là tại vì gia đình em đi hết trơn rồi. Thành ra chỉ còn lại là những người xung quanh. Mà những người xung quanh là nhỏ, họ là cái tầng cấp của họ không phải là như mình ngày xưa. Họ là họ được lên sau này, cái nào đâm ra họ coi thường mình. Thành ra mẹ em mỗi lần mà cứ những cái chuyện đó, cái đâm ra
em với thằng em của em nó trở thành nạn nhân đúng không? Và cái đau khổ nhất của em thì em cứng. Thành ra chẳng hạn như mẹ em la em thì đánh em ngồi in. I don't run. Tại vì em không có, đối với em nó không, những cái đó không có đau. Em không có đau, em chỉ đau những cái tiếng nói thôi, chứ còn cái đánh đập em không sợ. Nhưng mà you know what, thằng em của em nó còn nhỏ mà nó không có được ăn. You know when you don't eat, nó giống như mấy đứa Ethiopian á. Cái bụng nó phình ra anh biết không? Mà mắt nó chỉ lồi ra mà mặt nó cắt lại. Chân tay nó giống như là xương không ạ? Nó giống y những cái đứa mà trong Philippines anh coi trong Ethiopian á. Mà bà, anh biết là mây tre mà. Anh không thể tưởng tượng đâu, mây tre là những cái miếng mây nó bằng như vậy nè. Mà cầm cả cái nắm như vậy mà quất xuống là nó là những cái dao nó rách cái flash của mình. Thì em cứ thấy mẹ em vậy thì em ôm thằng nhỏ, em ôm nó bằng cái người của em, thì bà cứ đi xuống. Thành ra từ đầu em với lưng của em á, là nó cứ bà cứ quất, mà em không thể nào thả nó ra được, tại vì em sợ thả ra là nó sẽ bị lạnh. Thành ra là cái lưng em nát luôn anh, cái lưng em mà cái đó là she beat him. Có lần hả, rượt nó chạy, thằng nhỏ chạy mà nó nổi, mà rượt nó quá, tại vì nó sợ, nó không có giống như em, nó sợ đòn lắm. Cứ mỗi lần thấy mẹ cầm roi là nó chạy, mà bà càng chạy thì bà càng tức. Đánh nó, em biết không, nó đập xuống, nó rẫy mấy cái răng của nó xuống luôn, đập vỡ răng của nó luôn. Nên vì vậy em sợ lắm, cứ mỗi lần mà thấy bà cầm roi là em chạy, nên em ôm nó, em protect him. And because of that, my body was always... Em còn có những cái thẹo mà nó still has not, nó vẫn còn show. Nhưng mà, I mean, I love my mom, don't get me wrong. Nhưng mà she was a victim. Anh hiểu không? Victim, tại vì she quá đẹp. Cái thời đó mẹ em đẹp lắm. She là một người đẹp nhất Vũng Tàu anh. If you look at her picture today, anh phải nói lần nào she rất là đẹp. Người á, phụ nữ nhỏ xíu ha, mà má lúng đồng tiền rất là sâu, đôi mắt rất là sâu. Mà có ngực, có ấy, anh thấy Việt Nam đâu ít có phụ nữ như vậy lắm. Thành ra là bố em hả, nhìn có là mê liền. Một, hai bắt bà phải về ở với ông. Ở một năm trời với nhau. Nên là mà em nghĩ là ông chắc xin CIA anh ơi. Tại vì ông nói tiếng Việt rất sõi. Mẹ em nói rằng là mẹ em đang lúc đó đi ông, cái ông người merchant, người tàu gì đó. Năm năm trời hai gia đình coi như là nhà môn đăng hộ đối rồi. Mà chị gặp bố em có một đêm mà mê luôn. Bố em bảo chứ, mẹ em bảo chứ chưa bao giờ một người nào mà gọi tên mẹ em nó hay như vậy. Em hỏi gọi sao? Nó là người Mỹ nhá, ông người Mỹ mà gọi là Oanh ơi. Trời ơi, cái đó không có thể là gọi được đâu, anh hiểu không? Tại vì nếu mà cái người Mỹ nó sẽ gọi là Oanh Oanh, đúng không? Mà ông biết dùng cái từ chữ O, Oanh ơi, chữ ơi, Oanh ơi. Hát bài những đồi hoa sim cho mẹ em nghe. Hát rất là hay. Thì mẹ em nói rằng là trời ơi, ông tuyệt vời vô cùng luôn. Mà sáng nào dậy, lúc mà nghe nói có em, mẹ em có thai á, sáng nào dậy cũng say thế nè, cái gì đó carrot juice, bắt mẹ em phải uống để cho con nó có mắt tốt. And I said, what the hell, I'm still having glasses on. Mà anh biết nhà em là ngày nằm ngay trên biển, ngay bãi biển vùng bãi sau Vũng Tàu á, thành ra sáng nào mẹ ông bắt phải dậy sớm, phải đi bộ nguyên cái stretch đó để cho con nó có được vitamin D rồi cái nọ. Em biết thôi, nhưng mà chị không bao giờ chị ngồi chị kể đâu anh. Nhiều khi á, đêm em đang làm, nó làm tới 1 giờ sáng luôn, làm mây tre đó, cái nhiều khi em buồn ngủ á, em cứ gục lại cái em bị đạp đánh lên. Thì em sợ những cái lúc đó lắm, tại vì anh đang trong cái tình trạng là you kind of dreaming and somebody beat you up. It's the worst kind. It's the worst kind of waking up, right? And then she feel guilty. Then she said, mà em thì tóc em lúc đó nó em dài lắm, thì em cột một cục lên ha. Xong em ngồi xuống, and then she look at me, she said like, giống y như thằng bố nó. Oh my god. Mà nếu mà hỏi thêm nữa là bị chửi á. She will say it, whatever she want to say. But if you ask back, then suddenly, mày hỏi làm cái gì? Cần hỏi làm cái gì? Không cần biết. Không, nhưng mà anyway, you luckier than me, anh. You know who he is. You haven't met him, right? No. But at least you.